YouTube bây giờ đổi luật khó khăn, đổi tên kênh á là phải chờ 12 ngày mới sửa được cái tên của cái kênh, hiểu không? Chứ không phải là muốn đổi là đổi, khó khăn không có như lúc trước nữa. Thành ra cái tên của cái kênh của tôi là phải chờ 12 ngày nữa, phải không? Hôm nay thì còn 11 ngày, hiểu chưa? Tôi la rầy cho Ngọc Sơn á, biết mình á, ở đâu hư sai chỗ nào. Bao nhiêu năm qua cứ ở Việt Nam sống ba phải, tối ngày cứ muốn làm ngôi sao và hút khách và để cho người khác núp vào cái bóng xúc phạm tôi hoài. Mà mất lòng với tôi là đã 15 năm mà cũng vậy hoài, không chịu sửa đổi, cứng đầu cứng cổ lì. Để kỳ này có cái luật mạng đó, luật của trong Việt Nam đưa ra thanh lọc, làm thẳng tay mà ngồi xúc phạm người khác à. Ở kỳ này để cho đời sử và luật sử rồi sẽ biết. Cứng đầu cứng cổ, không bao giờ sửa đổi. 2 giờ 42 phút chiều 23 tháng 12 2022, December 23, 2022, 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